các bạn. Tụi mình là một trong những bạn nhỏ đầu tiên của phong trào Lisa for Change tại Việt Nam. Trong giai đoạn thấu cảm, một trong những nhiệm vụ tụi mình cần hoàn thành là hãy vẽ bản đồ đường từ trường về nhà của tụi mình. Một trong những điểm nóng mà bạn nào cũng có vẻ đó là rác dọc đường về nhà. Rác là một vấn nạn tại thành phố nơi tụi mình đang sống và tụi mình muốn bắt đầu làm gì đó. Mọi người biết không, rác thải nhựa mất từ 500 đến 1.000 năm, thậm chí hầu như không phân hủy vì trong bụng chứa đầy các mảnh nhựa. Theo các nhà khoa học, đến năm 2050 thì số lượng bịch ni lông nhiều hơn cả số cá ở trong biển. Tụi mình còn có cơ hội tham gia chuyến tham quan khu xử lý rác thải Đa Phước, khu xử lý rác lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình được biết rằng có khoảng hơn 6.000 tấn rác được thải ra mỗi ngày ở thành phố nơi tụi mình sống. Và phương pháp được sử dụng để xử lý đó là chôn cất. Rác ở đó đã trở thành một đống rất cao. Tụi mình đã về và cùng nhau tìm xem có cách gì tụi mình có thể làm để cứu lấy người bạn thiên nhiên yêu dấu hay không. Tụi mình đã thử làm các đồ sử dụng các vật liệu tái chế. Tụi mình đã làm infographic để mọi người biết rằng mất bao lâu thì một số rác thải thông thường mới phân hủy được. Tụi mình còn cùng nhau xây dựng thêm một trang web selfthebodynature.weebly.com để cung cấp thêm thông tin về cách tái chế rác cho mọi người và các sản phẩm có thể thay thế nhựa, tiệm bánh khác nhau, kêu gọi các cô chú giám đốc ở đó hãy thay thế những đồ nhựa sử dụng một lần thành những vật liệu hơn thân thiện với môi trường và dùng ly thủy tinh hoặc sứ để phục vụ cho khách tại cửa hàng. Và sau hơn 2 tuần chờ đợi, tụi mình rất vui mừng nhận được bức thư phản hồi đầu tiên từ cửa hàng bánh Grand Castella. Cô Ngọc Ánh, giám đốc marketing ở đó cho biết họ rất vui và cảm ơn ý kiến của tụi mình và sẽ áp dụng ở tất cả các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Họ sẽ hỏi người mua xem liệu có cần giao nhựa khi mua bánh không, và trong tương lai không xa họ cũng sẽ thay thế giao nhựa thành ra làm bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường. Tụi mình vẫn đang chờ đợi phản hồi từ những nơi khác cùng tay với tụi mình để bảo vệ lấy người bạn thiên nhiên.